Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tỉnh Tổ quốc. Hôm nay tục đã gửi cho anh em một clip về một lô càng câu nha mọi người. Thì lô càng câu này đa phần sẽ là những cây càng câu ngâm hàng từ Nhật về. Tất cả càng này đều là càng carbon nha mọi người, đều càng carbon. Có những cây bên đây mình sẽ bán với giá thanh lý giống như cây carbon Whisker đây qua này nè, 300 thôi. Bên đây thì có vài cây giống như cây phan biển này nè, 900. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không lip shop lên á thì anh em cứ gửi cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, đi gửi mọi người cái số 1. Thì cái số 1 mình bán dạng bán fan giúp phôi thanh lý thôi nha mọi người. Thì đây một cây tay qua Holylock phôi carbon wicker dòng nội địa nha mọi người. Bát là bát Fuji, phôi là dạng phôi carbon sáng ít nhé. Đây. Sáng ít đen. Thì cái này cứng 50 dài 2m4 nhưng mà cái này bị hụt đọt nha mọi người. Đây hụt đọt nha. Đó. Đây cây này giờ nó còn cứng ra tầm khoảng 80-100 luôn nha mọi người. Phen đây đó. Ngã hoàng một tí thôi thì sáng nhất đây, cả bốn cơ câu thì vẫn bình thường thôi nha anh em. Đó. Cái này bán về dạng giá thanh lý cho anh em nào mới tập câu, anh em về lấy phôi lấy phen dựng lại cần thì tổng thể ok. Đó, bát Fuji nhé. Thì cái này nặng là 310g, đọt 3 ly 3, cái số 1 giá công khai 300 những người, 300k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 gửi cho mọi người là một cây cần 3 khúc. Đó, cây này cũng vẫn bán với giá thanh lý luôn. Cây này một cây 3 khúc vẫn là một cây đai qua carbon wicker nha mọi người. Đây, power made carbon wicker. Phen nó sẽ là phen Fuji Seed lõi xám nha mọi người. Đây, Fuji Seed lõi xám. Bát là bát đai qua, bát đai cao nhé. Phôi carbon rất là đẹp. Cây này tổng thể mô hình còn rất ok. Nó chỉ bị một lỗi nhỏ một tí thôi. Đó. Vừa xong ít nhé. Thì cây này cứng 30 dài 3m3. Chuẩn về cho anh em là cầu lăng xe nha mọi người. Cầu lăng xe, cầu cha, cầu chép. Đây, phen Fuji lõi xám nhé. Chân kèo ok hết nè. Đây cũng vậy. Đó. Bu là bu xít. Tổng thể của hình nhìn cũng còn rất là sáng nha mọi người. Đây, rất ok. Đó. Còn sẵn này gần guốc rồi. Thì cây này dài 3m3, nặng là 296g, đọt 2 ly, cứng 30. Giá công khai cây số 2, giá là 600 người, 600k cộng ship cây số 2. Thì cây này nó bị một lỗi đây, cái lỗi phen này, phen này nó bị chóc cái miếng keo lên nè mọi người. Đó. Chấp miếng keo lên thì anh em về có thể đi keo lại hoặc anh em chấm keo 502 vô, chấm vô cái là xong anh em câu vô tư nhé. Đó, thì cần sau thì mình sẽ báo cho anh em vậy. Phen phôi thì đẹp rồi. Rồi giá công khai cái số 2, giá 600 thôi nha mọi người, 600k cộng ship. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 thì mình sẽ bán phen và phôi nhé. Thì đây một cây đai qua phen lá nha mọi người, một cây đai qua phen lá. Phen lá nha, bát là bát đây qua luôn. Đây, phen lá. Đây cũng vậy. Thì cái đây qua này dài 3m1 người, dài 3m1, cứng 30. Có phen bị mắc phen nha mọi người, mắc phen, vuông chống sẵn luôn. Đó. Phen lá hết nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 phen. 14 phen nha mọi người, tổng cộng là 14 phen. Bát là bát đời cao của đài qua. Đó, mở một phôi. Đây. Đó. Thì cái này mình bán giá cây số 3 bán 400 mọi người. Cây số 3 400k cộng tiếp nhé. Nó chỉ bắt một phen này thôi nhé. Anh em về có phen thay vô thì anh em câu bình thường. Không có thì anh em tháo bộ phen cho anh em dựng lại cây khác nhé. Đó. Nguyên bộ phen lá bán 400k. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Alpha Taco. Đó, một cây Alpha Taco phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Đây. Nhìn cũng còn tương đối sáng nha mọi người. Bát của nó là sẽ là bát Fuji, phen là phen Fuji đỏ xám.
đọt cây này sẽ là đọt tháp nữa này, đọt tháp tăng chịu độ chịu tải cái cần lên. Cây này dài 1m8 protocol đó, carbon nha, phôi carbon đó. Tổng thể cây này nhìn còn tương đối sáng nhá, không có xây sát gì nhiều. Thì cái này nặng là 190g, đọt 2 ly 2 và 1m8, giá khai cái số 4, giá là 500k cộng ship. Cái này độ cứng nó để trên đây là độ cứng từ 100 đến 150, thì chuyên về cho anh em nào câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nha mọi người, nó có bạo lực. Giá là 500k rồi, cái số 4 giá 500k. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 quẩn quậy mọi người. Quẩn quậy nhưng mà cái này nó xấu một tí. Bán với giá dạng rẻ hơn. Đây, phôi vẫn là phôi carbon, pen vẫn là pen Fuji, bát cũng là bát Fuji, đọt cũng là đọt tháp. Đó. Dài vẫn là 1m8. Mọi người, cây này có xây sát nè. Đó. Xây sát đây. Bảo anh em xây sát thôi. Đó. Cây này thì dạng rẻ hơn 100k mọi người. Đó. Rồi, cây số 5 giá công khai là 400 người, 400k cộng ship cho số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 gửi cho người là một cây cần vẫn là của Alpha Taco luôn. Đó. Một cây Alpha Taco. Fan của cần này sẽ là fan Pulsisit những người, fan Pulsisit. Cây này sẽ dài là 3m3, hàng của Nhật sản xuất cho người, made in Japan. Cây này dài 3m3, số bộ fan là fan Pulsisit. Độ cứng cây này sẽ là độ cứng 50. Chuyên về cho anh em dạng câu lăng xê, câu ngâm, câu cha, câu chép. Đó. Thì cây này dài 3m3, nặng là 390g, đọt 3 ly 3, cứng 50. Phôi phen thì ok nha mọi người. Đó. Phen là phen xít nhé. Bát là bát Pussy tam hoàng. Đó. Đẹp nha mọi người. Đó. Tổng thể của hình ok. Bộ phen này là ăn tiền bộ phen này nhé. Bộ phen này cũng khá là đắt. Đây. Thì cần này nó có bộ có bị dứt xước cái này tí. Cái này nó chóc lớp sơn phủ đó những người, thôi ok không ảnh hưởng gì nhé. Rồi giá công khai cây số 6 giá 700 thay nhân người, 700k cộng ship một cây cần nội địa. Tiếp theo cây số 6 và cây số 7. Cây số 7 gửi cho người quẩn một cây cần câu ngâm. Thì đây một cây cần phen lá nhân người, một cây cần phen lá. Thì đây một cây cần phen lá của cây Ruby, một cây Ruby phen lá. Phen lá này là đều là phen xít thế nha mọi người. Đây phen xít hết. Thì cái này dài 3m3, nặng là 315g, đọt là 2 ly 2 nhé. Dài 3m3, nặng 315g, đọt 2 ly 2. Và cái này độ cứng của nó sẽ ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Về chiên về cho anh em là câu cá chép, câu lăng xê nhé, câu ngâm. Bát là bát Fuji tam hoàng, phen là phen xít, phen lá. Đây. Tổng thể cần thì nhìn còn khá là sáng nha anh em. Cần Ruby tổng thể nhìn rất là sáng. Đây, phèn cái đó đi. Hồi cần rất là đẹp nè. Mình bán hàng thì mình cố gắng mình quay chậm và quay kỹ cho anh em xem. Thì anh em ưng thì có thể chốt mình lên. Người ta có để số điện thoại trên màn hình nhé. Rồi ok cho mọi người, keo chỉ thì Vizin thích nhé. Đẹp. Cái này được sản xuất tại Korea nha mọi người, được sản xuất tại Hàn Quốc. Rồi giá công khai cây số 7 giá 5, giá là 700 luôn nha mọi người, giá 700k. Đó. Cái độ cứng khoảng 50 thôi. Đó, cho anh em câu cảm giác, câu cá chép nhé. 700 ngàn. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiwa. Thì đây. Đây một cây Daiwa Helilock đó. Đây, tôi để giá cho đây là 21.000 yên nè mọi người, giá tầm khoảng 4 triệu nha. Đó. Đây, Daiwa Helilock, Daiwa nhé, hàng nội địa nha mọi người. Cây này thì rất là xịn này, đó. Phôi là phôi sáng ít mọi người, phôi sáng ít. Đây. Phen là phen Fuji đỏ xám. Bát của cần sẽ là bát Daiwa, bát đề cao. Đó.
Cây này mình bán cũng dạng với giá thanh lý cho anh em luôn. Đây. Phôi đẹp nhá. Sắn căn này, sắn này sẽ sắn tới ngọn luôn nha mọi người. À. Phôi thì nguyên zin, phôi phen thì nguyên zin hết nhá. À, bu là bu xít nha mọi người, bu xít bao chày. À. Phen thì nguyên zin hết luôn nha mọi người. Thì cái này cứng tấm mưng dài 3 mét nhá. Cứng tấm mưng dài 3 mét là chuẩn về cho anh em dạng câu vừa bạo lực mà vừa đăng xê luôn. Đăng xê hàng nặng được rồi. Đó. Cũng khá là cứng. Đăng xê câu ngâm, câu cha, câu chép, câu lật quật. Thì cái này 3 mét 3 khúc nhá. 3 mét 3 khúc rất là thuận tiện cho anh em di chuyển tới di chuyển lui. Phôi thì rất là đẹp. Đó. Đây. Phôi ok chuẩn chỉnh nhá. Thì cái này thì nó nặng là 385 g, dài 3 mét, đọt 27 nhá, giá công khai cây số 8, giá là 700. Thì đây, cái lỗi duy nhất của nó là cái phen của nó quay thế này. Đó, nó không có ăn khớp cái này. Đó. Trong này nó có cái đó, nó không có ăn khớp cái này. Thì anh em để máy vô anh em gài lại thì anh em có thể bình thường nha anh em, để máy vô anh em gài lại thì quảng câu bình thường nha, dẫn tới dẫn lui cũng được nè, đó. Thấy không? Để máy vô gài lại thì bình thường nha mọi người. Đó. Thì cần sao thì báo anh em vậy. Thì anh em nào thợ nào biết mà xử lý được thì anh em hút về xử lý. Bán đây cũng khá là ok nha. Cây này còn khá là mới nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 8 cho 700k nhé. 700k cộng trước cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng NFT. Đó. Một cây NFT hàng nội địa nha mọi người, một cây NFT nội địa Nhật. Cây này phôi rất là đẹp, phôi bao lóc nha mọi người. Đây, phôi chỉnh chỉ của NFT luôn. Phen của cần sẽ là phen Fuji loại xám. Phôi sẽ là phôi sẵn ít sẵn vòng nha mọi người, sẵn hai da. Cần thì nó có xe sát ít thôi nha anh em, xe sát như thế này. Tổng thể phôi còn rất là sáng, bát ta bát Fuji tam quan. Đây, phôi rất là sáng như anh em. Thì đây phôi bò lớp. Thì cái này cứng 50 dài 3m3 nhé. Rồi cho anh em câu ngâm, câu lăn xê, câu tra, câu chép nhé. Phen lên anh em, phen Fuji loại xám. Carbon sẵn hết nha mọi người, sẵn tới ngọn nha. Cây này nguyên zin hết luôn. Không lỗi. Có cái nó bị xây xác sức lông mèo ít thôi. Nhưng mà tổng thể còn lại ok hết. Tem ok. Nè. Sẵn đẹp nha. Ok. Thì cái này nặng là 338 g, dài 3m3, đọt 2.6, cứng 50, giá công khai cơ số 9, giá là 1 triệu ngay. 1 triệu cộng ship cơ số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 gửi cho anh em một cây cần của hãng Daiwa. Thì đây một cây Daiwa Kenjaki. Đó, một cây Daiwa Kenjaki. Anh em. Thì cây Daiwa Kenjaki là một cây Daiwa đời đầu nha anh em. Mà phôi là phôi đời đầu. Phôi các phôi sẵn quăng nha mọi người. Phôi sẵn quăng, nhưng mà được cái là cây này dạng đánh bao lực. Cây này cứng 80, dài 2m4. Đó cho anh em câu ngâm câu bao lực nhé. Phen của nó sẽ là phen Fuji, phen biển nha mọi người, dạ quang, bu là bu chống sắn. Đây. Phôi, phôi đẹp. Phen cũng còn ok nha mọi người, cây này phen cũng còn ok, không quá đẹp. Đó. Đây nè. Đó, đó, phen này hơi bị sống một tí. Bát là bát Fuji tam quan, cản là cản gỗ, cản chỗ này bị chày một tí. Đó. Bán mấy cây này thì cố ý soi cho anh em kỹ chứ càng tốt càng kỹ càng tốt cho anh em. Đó. Đây, nó bị xước cái này nữa nè. Đó. Không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người. Mấy cái này phôi nó dày lắm. Anh em đánh bao lực thả ra nhé. Mấy cây Kenjaki này là chuẩn hàng nội địa Nhật nha mọi người. Chuẩn hàng nội địa Nhật. Đó. Ok nhé. Thì cây này nó nặng là 420 g. Đọt 3.6, dài 2m4. Cứng là cứng 80. Rồi giá cũng hai cây số 10, giá 1.2 triệu người, 1.2 triệu cộng ship cây số 10. Tiếp theo cái mùa bột, cái mùa bột quẳng quậy như người, quẳng một cây Kenjaki.
Kenyaki Folded đâu và được cải cây này mới mới lên keng luôn mọi người. Đây hồi này cản là không bị chạy luôn này nha mọi người, cản rất là đẹp. Phen đây, phen đẹp nha mọi người, chân phen cũng đẹp nữa. Đây bát ta bát đây, bát của tay qua đẹp nha mọi người. Cây này đẹp đó, chuẩn chỉ phen. Cây này cứng 80, dài 2m4, thông số cũng như cây kia thôi nha mọi người. Đọt 3.6, nặng 240g. Được cái là cây này đẹp hơn. Phen này nó có ra tan một tí thôi nhưng mà không ảnh hưởng gì nhé. Bù chống sắn rất ok. Tem là để nhé. Đẹp đẹp len keng nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 11 giá 1.3 người, 1.3 cộng ship cho 11. Tiếp theo cây 12, cây 12 gửi cho mọi người là mẫn là một cây cần của hãng Daiwa. Thì cây Daiwa này có hai đọt nha mọi người, cây Daiwa hai đọt nhé. Cán cũng là cán gỗ nha mọi người, cán cũng là cán gỗ, cán này đẹp nha mọi người, không xê xác. Phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Bát cần quả là bát Fuji luôn nhé, phôi carbon, có xây xác một tí thôi. Hai đọt thì cái này hai đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 60 nha người. 30 là nó trải dài đầu cứng từ 30 đến 50, 60 là đầu cứng ra tầm khoảng 50, đầu cứng là 60-80 nhé. Đây phen phôi carbon sẵn đẹp nha người, ngon lành. Cái này đọt sẽ là đọt tháp, đọt tháp thì nó tăng lực tải lên, độ cứng nó sẽ chảy đều vô trong nhé. Đây cần thì nguyên zin hết cho mọi người, keo chỉ phen đều ok hết, chưa đi keo lại hay làm gì hết. Phôi thì có giai điểm nó xây xác nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì. Cái này về hai đọt thì tùy theo địa hình và địa điểm mà anh em lựa mà anh em câu nhé. Chỗ nào nước chảy xiết quá thì anh em tải chì cao thì anh em lấy đọt cứng câu, chỗ nào nước chảy yếu thì anh em tải chì nhỏ anh em lấy đọt mềm câu. Rồi thì cái này nặng là 395g, dài 2m7, đọt 2.1, độ cứng ra tầm khoảng 30-50, đọt 2.4, độ cứng ra tầm khoảng 60-80. Giá công khai cái 12, giá 1 triệu người, 1 triệu cộng ship cái 12. Tiếp theo cái 13, cây 13 gửi cho mọi người là một cây cần của cần nội địa nha mọi người, một cây nội địa Nhật. Cây này thì một cây Bowerbit, giống hàng của Sanwa qua mọi người. Đây, cây Bowerbit. Đây, cây Japan nhìn nè. Cây này thì rất là đẹp, nhìn tổng thể rất là đẹp. Phôi sẵn vàng sẵn hai da nè. Có định vị lỏng nha mọi người, có định vị lỏng luôn. Cản đây, cản họ làm rất ok nha, rất là xuất sắc. Phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji là xám. Cái phen này thì anh em yên tâm, họ đóng chữ hết đây. Phôi nhìn rất là đẹp nha mọi người, rất là thích cái bộ phôi này. Bát sẽ là bát Fuji tam quan, phôi là dạng carbon sẵn hay da, rất là đẹp. Đây ôi chỗ này gời nhắm tay rồi mọi người. Cái này dài 3m3 mọi người, dài 3m3, độ cứng cái này ra tầm khoảng 50 thôi nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 50, chuẩn về cho anh em là câu ngâm câu lăng xê nhé. Đây chuẩn chỉ có định vị luôn. Cần thì nguyên zin rất là đẹp nha anh em. Đây sẵn nha. Thì cái này nặng là 340g, dài 3m3, đọt 2.2, đọt cứng 50. Giá công khai 13, giá là 900 người, 900k cộng tiếp cái 13. Tiếp theo cái 14, cái 14 gửi cho người là một cây cần Suzumi. Thì đây một cây cần Suzumi hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đó, hàng nội địa. Cây này sổ một phen là phen xít mọi người, phen xít, Fuji xít, bát là bát Fuji. Phôi cái này sẽ là phôi dạng phôi carbon caro, phôi này rất là xịn nha anh em, bền lắm.
dạng phôi cargo nè, đó. Thì cái này cứng 50 dài 2,7 nha ơi, cứng 50 dài 2,7. Một cây Suzumi hàng nội địa Nhật nhé, tem nội địa. Đây, phanh xít hết nha. Bu là bu xít moche. Cần thì nó có xây sát, dạng xây sát mà lông mèo thôi. Đó. Dưới cái lớp sơn bóng nó dạng nó cũ hết thời gian thôi, nhưng mà tổng thể phôi rất là xịn nha anh em, rất là ok. Phôi cargo, carbon. Thì cái nặng là 330g, đọt 2,7 ly, dài 2,7, giá công khai cái số 11, giá khai 14, giá 1 triệu ngay, 1 triệu cộng ship cái 14. Tiếp theo cái 15. Cái 15 gửi cho người vẫn là một cây cần Suzumi. Đó. Thì cây này dạng đánh bạo lực nhá. Cây bạo lực mà dạng giá thanh lý. Cây này bạo lực nhưng mà dạng sống ơi. Xấu, nói rõ một tiếng là xấu. Nó bị chốc một lớp sơn bóng lắm ơi. Chốc lớp sơn bóng nha. Nó lòi cái phôi ra nè. Đó. Phôi gần nhìn rất là đẹp. Đó. Phôi carbon caro. Phen là phen Fujisit. Phen là phen Fujisit, phen biển nha mọi người. Đó, phen biển nha, phen cầu. Đó. Phen chà bá luôn. Đó. Bát tầm bát Pussy. Phôi đây nè. Đó, mình nói rõ là phôi này hơi chốc lớp sơn bóng ra nha mọi người. Đó, nó có sần sần thế này. Mà tổng thể phôi cũng phôi cần thì rất là xịn này. Đây. Cây này cứng 120 dài 27 nha. Cứng 120 dài 27. Đó, giờ anh em câu thêm lấy phôi lại, lấy bộ phen lại. Bộ phen này khá đắt tiền. Đó. Tem nội địa. Cái này bán 700 người, cây 15 giá 700. Thì cái này nặng là 420g. Dài 3m, độc 4 ly. Đó. Giá là 700 người, cây 15. Tiếp theo cái 16. Cái 16 gửi cho người là một cây cần đai qua Holy Lock. Đó, dòng này thì anh em rất là chuộng nè. Đó. Anh em câu rất là nhiều. Đó, độ bền và trâu bò nó bền bỉ theo thời gian. Phôi cần sẽ là phôi sân ít. Bát cần sẽ là bát Fuji. Phen cần sẽ là phen biển nha ơi, nguyên bộ phen biển luôn nhé. Phen này ok rồi, phen biển, phen cầu nè, đó. Phôi sân ít nè, đó. Cái này thì mình bán với giá 900 ngay, 900k. Đó. Phôi thì rất là đẹp. Thì cái này cứng 150 dài 2m4 nha mọi người, cứng 150 dài 2m4. Phôi sáng đẹp nha mọi người. Đó. Ok nha, rất là đẹp bộ phôi. Bù chống sắn. Một phen rất là chỉnh chỉ, xịn sò. Tại sao mình bán với cái giá này? Đây, có mấy cái phen nó đây anh em. Cái keo nó mọi người, đó cái keo nó sống theo thời gian nè. Đó, đây một phen nè. Đây cũng vậy. Đó. Cái anh em nào câu mà anh em không quan trọng ngoại hình đó, thì đây một lựa chọn rất ok mọi người. Đây phen này cũng vậy nè, buồn nó cũng vậy luôn. Nhưng mà đảm bảo mọi người phôi là nguyên zin hết nha, phôi rất là đẹp. Có mấy bộ phen nó hơi xấu thôi, có mấy bộ phen trên đây hơi xấu, bộ phen dưới đây nó đẹp nè mọi người. Đó. Thì bán hàng thì sao mình báo cho anh em quậy nha mọi người. Thì cái này nặng là 470g, dài 2m4, đọt 3,8 ly, giá công khai cái số 16, giá là 900 nhé. Cái này về cho anh em câu ngâm, câu bạo lực, câu dầu đếm nè, săn hàng. Đó, anh thầy anh em câu máy điện cũng được, rất là ngon. Tiếp theo sẽ là cây cần số 17. Cây 17 gửi cho người là một cây cần của hãng Shimano. Một cây Shimano nội địa. Đây, nội địa Nhật nha, Shimano. Phôi là phôi săn ít nha người. Đây. Nè, thấy không, săn ít. Phen là phen Fuji nè, loại xám. Bát là bát Fuji, tam quang. Cần này thì tổng thể ngoại hình còn rất là sáng nhé. Đây. Đọt cái này sẽ là đọt tháp người, đọt tháp. Đó. Cái này nó chỉ có 2m1 thôi nha anh em. Dài 2m1. Độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 120. Đó, chuẩn về cho anh em dạng câu bạo lực, câu ngâm, câu trên bè, trên ghe nhé. 2m1 thì câu trên bè, trên ghe rất là ok rồi. Đây, phôi rất là đẹp nha người. Đọt cái này sẽ là đọt tháp nhé, đọt tháp.
tăng độ chiều tải của cần lên. Đó. Anh em phổi rất là đẹp nha mọi người, sóng ít nhé. Này gọc sóng ít nè. Đó. Thì cái này nó nặng là 265g, đọt 2.1 ly, đọt 2.5 ly, dài 2m1, giá công khai cây số 17, giá 1 triệu người, 1 triệu cộng ship cái 17. Tiếp theo cây cuối cùng, đó. Cây cuối cùng mà sắp gửi cho người là một cây cần Ruby, đó, một cây cần rút như này, một cây cần rút. Thì cây Ruby này, một cây Ruby rút, dài 3m, cứng của cần sẽ là cứng 50 anh em, cứng 50. Thì cây này sổ bột phen là một phen biển nha người, phen biển, cần rút phen biển nha anh em, đó. Rất là xịn sò, phôi là phôi carbon nha anh em. Đó. Đây. Cần này thì nguyên zin nha anh em, không gãy đọt, không độ chế phen lại hết nha. Đó. Chẳng ok nè, đẹp nha. Rất ok mọi người. Đó. Đẹp tẻ, quá ngon lành luôn. Tổng thể ngoài hình nó trong bay thì nó không có bị xước sát gì nhiều nhé. Có ngoài cái lớp phen mọi người, nó có ngã màu tế thôi, nhưng mà đảm bảo mọi người là không nứt không bể nha. Mấy cây này, mấy phen này thì gắt lại cho bò. Ngoài hình ngoài đây, hình ngoài cũng nhìn tương đối ok. Thì cái này nặng là 395g, dài 3m, đọt 2.1 ly, cứng 50, giá công khai cây 18, giá 900 người, 900k cộng ship cây số 18 nhé. Rồi, đó tổng cộng 18 cái cần gửi cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt, đây là shop chính thoại, shop tự động liên hệ mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.